đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó. Hello, xin chào tất cả các bác. Trước mắt các bác đây đang là một bộ âm thanh trị giá là 17.900.000 đồng các bác nhé. Bao gồm đẩy vang, mic, trầm và một đôi loa. Đặc biệt là cái đôi loa Lexo này PS12 phiên bản hàng made in Malaysia, được sử dụng gỗ bạch dương và cái bát của nó cực kỳ cao cấp, bát côn nhôm dây dẹt các bác nhé. Bác có thể biết là lên trên Google các bác gõ là côn nhôm dây dẹt, nó sẽ đắt hơn như các cái bát bình thường rất là nhỏ, cái độ nhạy của nó cực kỳ cao. Khi các bác hát karaoke nó sẽ rất là hay và nhẹ mic. Và một chút nữa thì em sẽ test tiếng mic cho các bác. Và đầu video thì các bác có thể thấy nghe thấy tiếng lời của ca sĩ này là ca sĩ Nguyên Khang, hát rất là hay các bác nhé. Tiếng lời nó thể hiện cực kỳ sâu sắc và chi tiết. Cái tép của nó là tép côn dây dẹt nên là nghe nó sẽ không có cái hiện tượng chè chè và nó sẽ rất là sắc sảo các bác nhé, nghe rất là phê. Và để cả một bộ âm thanh loa hay rồi, trầm hay rồi, đẩy hay rồi, nhưng mà bắt buộc phải sử dụng những chiếc vang số như này thì các bác mới có thể là đòi hỏi được cái độ nhẹ giọng, cũng như là các bác nhiều các quán hát karaoke thì là vẫn sử dụng những chiếc vang cơ quý bác, mà không hiểu sao vẫn trải nghiệm được trong bộ âm thanh ở cái đợt ngày xưa. Bây giờ tất cả các bác âm thanh thì các bác sử dụng vang số đi các bác nhé, thì cho cái tiếng mic nó nhẹ và không hú rít, và nó có chip xử lý ở bên trong, nó sẽ rất là hay các bác nhé. Và đây là đằng sau của nó. Và đặc biệt khi các bác mua bộ này em sẽ bao ship và được tặng cái dây của Zmoney các bác nhé, dây của hãng Summer Cap Speaker Zmoney Technology. Đấy, dây này là dây 2 nõi nhân 1.0, dây 1 ni các bác nhé, nhưng mà nó rất là chất lượng. Tặng các bác 3 mét dây này và đầy đủ dây ca lông, dây rắc đi kèm, trị giá lên đến là cả tiền triệu tiền dây các bác nhé. Khi các bác mua combo như này và đang siêu sale giảm giá khuyến mại kịch sàn cho các bác. Ok, và bây giờ em sẽ test tiếng mic cho các bác. Không biết vừa cái mic để đâu rồi nhỉ. Đây, mic Shure UX23 Plus các bác nhé. Mic này em đang bán 2.500.000 đồng. Khi các bác mua cả bộ này nó sẽ tụt xuống cả bộ đâu đó, nó sẽ hơn 1.000.000 đồng. Này, các bác combo sẽ rất là rẻ. Và đặc biệt là ở quanh gần đây em sẽ lắp đặt cho các bác. Ok, xin mời các bác. Em sẽ mở gain to lên. Tiếng mic của nó bao cho các bác rất là nhẹ. Đấy, các bác thấy không? Em để ở đây, em đang quay video mà đã bắt mic rồi đấy. Nhiều người bảo tại sao hát nặng thế. Đây là tại con vàng các bạn. Con vàng nó không xử lý được. Ok, em sẽ test tiếng mic nhé. Hai ba ba bốn bốn năm năm sáu bảy tám chín mười anh em cuộc tình di vang đi vào rất là nhẹ đúng không ạ? Ok, và bộ này 17.900.000 đồng. Liên hệ đến số hotline em ghi ở trên tiêu đề để đặt hàng các bác nhé. Cam kết với các bác là loa bảo hành cho 3 năm, tất cả cái bộ dàn thớt kia sẽ bảo hành cho các bác là 2 năm các bác nhé. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip mới nhất của bên em ạ. Ai sẽ cùng xe khác theo tháng năm dần trôi, yêu đến mấy cung bậc khi người ta thay đổi, tin vào cả thế giới đến lúc em nhận ra bao câu hứa năm xưa than vào mưa. Trong lòng em vẫn thế, vẫn của anh ngày xưa, nhưng anh đã quên em, quên nụ hôn ban đầu. Bao chặng đường gian khó ta đã qua cùng nhau, sao anh nói chia tay cho lòng.